bí mật đằng sau những cảnh trọc đầu của mỹ nhân hoa ngữ. Không ít lần các nghệ sĩ xinh đẹp phải xuất hiện với hình ảnh Nico, nhưng họ không ngại việc này bởi tất cả là các sản phẩm của công nghệ hóa trang. Tập cuối người phiên dịch, Dương Mịch xuất hiện với hình ảnh trọc đầu vì phải phẫu thuật não. Rất nhiều khán giả ca ngợi vì sự hy sinh nghề của cô khi chấp nhận xấu đi trên màn ảnh. Đây không phải là lần đầu họ được thấy các diễn viên nữ xinh đẹp với tạo hình trọc đầu. Cảnh phim này không có vất vả như tưởng tượng, nhờ công nghệ hóa trang, các diễn viên chỉ chịu khó vài tiếng đồng hồ để có được cái đầu bóng loáng mà không cần cắt tóc. Phạm Băng Băng từng công khai quá trình hậu kỳ khi thực hiện Võ Mỹ Nương truyền kỳ. Thực tế, các diễn viên nam khi đóng những vai này có thể họ sẽ phải cạo trọc thật. Nhưng với các nghệ sĩ nữ, ekip sản xuất luôn thực hiện hóa trang. Với những người có mái tóc dài, họ buộc gọn về phía sau. Phần da đầu được bôi bằng lớp bột có màu sắc giống hệt da thật để đạt được hiệu quả tốt nhất. Các chuyên gia vừa phải song hành bôi lớp bột này cùng lúc với việc sấy khô. Quá trình tạo da đầu được thực hiện trong vài giờ đồng hồ. Trong phút xuân sơn cư đồ, Lâm Chi Linh cũng xuất hiện với hình ảnh Nico. Dù là người ngoại đạo trong làng điện ảnh, siêu mẫu Đài Loan vẫn cho thấy cô không kém cạnh ai. Lâm Chi Linh không ngại những hình ảnh kém xinh trên màn ảnh. Trong Thiếu Lâm Túc Cầu, Triệu Vy có cơ hội hợp tác với Châu Tinh Trì. Cảnh phim cô xuất hiện không tóc từng được coi là thước phim kinh điển trong nghề của Án Nhỏ. Theo tiết lộ, lúc đó, Châu Tinh Trì đề nghị cạo trọc thật, nhưng nữ diễn viên đã từ chối. Vì thế, ekip đã phải dùng khăn che tóc rồi mới có thể làm được đầu trọc. Tuy nhiên, vài ý kiến cho rằng, thời kỳ đầu những năm 2000, công nghệ hóa trang chưa phát triển nên tạo hình của Triệu Vy còn khá giả. Hình tượng của Tôn Phi Phi trong Bích Huyết Kiếm, nữ diễn viên chia sẻ, cảnh phim này khiến cô rất tâm đắc. Tôi ngồi khoảng 4 tiếng đồng hồ và thực sự hài lòng với kết quả đạt được. Vai diễn A Cụ trong phim cũng là nhân vật thành công nhất trong sự nghiệp của Tôn Phi Phi. Lưu Hiệu Khánh hiếm khi chấp nhận cảnh làm xấu mình trên màn ảnh. Dù ở tuổi lục tuần, bà vẫn được nhận các vai diễn thiếu nữ thanh xuân. Nhưng khi đóng Võ Tắc Thiên, bà đã đồng ý lên màn ảnh. Với vóc dáng của Nico, Võ Tắc Thiên cũng là vai diễn để đời của Lưu Hiệu Khánh. Hồ Hạnh Nhi, thời mới đóng phim, cũng từng xuất hiện với cái đầu bóng loáng. Cô chia sẻ, sau khi hóa trang, nhìn mình trong gương, tôi cũng giật mình vì cô khác sĩ quỷ đầu. Đó là sự trải nghiệm của thú vị. Yeah.